Bạn biết nhé, xuân chưa hoa phượng đỏ. Bạn biết nhé, tuổi 18 thơ ngây, náo nức hồi hồi bước vào chặng đường mới. Đại học an ninh khởi nghiệp xa nhà. Để năm hai tiếng thân thương, bạn bè về đây từ khắp muôn phương. Trang kiến thức gieo mầm nuôi chi lớn, lời Bác dạy ghi khắc mãi trong tim. Vì nhân dân, vì tổ quốc quê mình, vì bình yên, vì công hiến hy sinh, lựa chọn an ninh. Người ngành cảnh sát thôi xuống lên rèn lớn lên từ đây. Về Nam là những bông hoa đua sắc đua tài, vương vàng bao mình hằng hái vươn cao. Những cánh sao vàng vẫn mãi luôn tỏa sáng, gặp lại hôm nay kính mấy tự hào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.